Xin chào những người học viên, những người đang theo dõi chương trình CMO, giám đốc marketing toàn diện. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và video này là một video tôi sẽ nói về digital landscape in Việt Nam. Chúng ta có thể dịch ra đấy là những cái thông số toàn cảnh về digital marketing tại Việt Nam, marketing kỹ thuật số, hay là marketing điện tử, hay là marketing trực tuyến. Chúng ta đã nghe nói rồi. À, và hầu hết các cái giám đốc kinh doanh cũng như là giám đốc marketing, à, giám đốc truyền thông thì cũng có thể đều đã biết đến những cái uh, thông số này. À, tuy nhiên với vai trò là một người đào tạo giảng dạy và chia sẻ thì uh, cho phép tôi vẫn được giới thiệu với các anh chị các bạn cái thông số này. Và uh, nếu như các anh chị và các bạn đã biết rồi thì các anh chị có thể bỏ qua cái video này. Còn nếu chưa thì chúng ta có thể theo dõi hoặc là uh, chúng ta sử dụng công cụ để theo dõi cái video này. Và thế thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy À chúng ta search cái từ khóa là digital in Vietnam, digital in Vietnam, ok. Thì nó sẽ ra cái à báo cáo của Data Reporter. Đấy. Đây ạ, các bạn nhìn thấy à qua các năm à 2011, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 và 22. Vâng, và, và bây giờ là ngày 16 tháng 1 năm 23 rồi. Thì chúng ta sẽ xem à Digital 2022 và có thể một thời gian ngắn nữa nó sẽ ra digital 2023 cho chúng ta. Ở đây thì các bạn có thể thấy à, lướt qua một số những cái dữ liệu à, cơ bản đấy thì chúng ta vào đây xem. À, đây là cái dữ liệu của toàn cầu, Global Digital Headlines. Đấy, với à, tính đến tháng 2 năm 2022 thì à, tháng 2 năm 2023 chúng ta sẽ có một cái dữ liệu mới cập nhật hơn một chút đúng không ạ? À, dân số khoảng 7,9, có lẽ bây giờ cũng khoảng 8 tỷ rồi. Uh, mobile collection tức là khoảng 8,28 uh, tỷ tài khoản uh, internet users 4,95 tỷ. Đúng uh, social media users tức là 4,62 tỷ và tháng 2 năm 2023 sẽ có dữ liệu dự báo mới thì tôi nghĩ nó sẽ tăng trưởng khoảng 10 đến 20% so với năm nay. Đó, uh, sự phân bổ về internet vân vân. Đó. Uh, số lượng uh, social media user so với tổng dân số ở các quốc gia vân vân. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mobile connectivity uh, ở các quốc gia và các vùng lãnh thổ. và uh, tuy nhiên thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào phần Việt Nam. Vâng, uh, đối với những người mà uh, làm kinh doanh cũng như là làm marketing, làm digital marketing tại Việt Nam thì chúng ta quan tâm dữ liệu này. Và để cập nhật dữ liệu này thì các bạn search cái từ khóa digital in Việt Vietnam 2023 à uh, 2024 vân vân. À, Tùy từng các năm thì chúng ta sẽ có những cái dữ liệu. và vâng. với dân số khoảng à, sắp xỉ 99 triệu dân. À, à, đó. Và đến thời điểm này thì có lẽ cũng sát nút 100 triệu rồi. À, số lượng điện thoại di động à, và là 156 triệu. À, số lượng à, sử dụng internet là khoảng 72,1 triệu và số lượng sử dụng mạng xã hội đó là 76,95 tức là sắp xỉ 77 triệu người sử dụng. À, một con số rất là lớn đúng không ạ tương đương với khoảng độ 77% đó thế rồi thì à, chúng ta thấy tăng trưởng về mặt dân số thì khoảng 0,8% à, tăng trưởng về mobile thì khoảng à, đang âm 0,3% và tăng trưởng về sử dụng internet là khoảng 4,9% và mạng xã hội là khoảng 6,9% vâng à, tương đương với khoảng 5 triệu người đang tham gia vào sử dụng mới à, điều này cho thấy rằng là chúng ta phải tập trung rất nhiều vào digital marketing vào các cái nền tảng mạng xã hội tại thị trường Việt Nam và trên thế giới. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở đây là tăng trưởng về dân số qua các năm. Rồi thì phân bố tuổi, population by age, tức là phân bố tuổi. Thì chúng ta nhìn thấy có các cái nhóm tuổi từ 0 đến 4, 5 đến 12, 13 đến 17, 18 đến 24, rồi 25, 34, 35, 44, 45, 54, 55 và 64 vân vân. Đấy thì để chiếm tỷ lệ phần trăm. À, cái phân bố này cho thấy để chúng ta nên tập trung vào thị trường nào, à, nhóm sản phẩm phục vụ cho đối tượng khách hàng nào, vân vân. À, device ownership tức là cái phần thiết bị. À, thì chúng ta thấy là à, smartphone chiếm đến 7 97,6% à, rất là nhiều đúng không ạ smartphone như điện thoại di động mà của tôi và các bạn đang sử dụng đó à, máy tính hoặc là máy tính để bàn chiếm đến 64 phần Vâng. À, thiết bị à, di động khác như là tablet device tức là máy tính bảng chiếm đến 35%. À thường thì máy tính bảng sẽ à, do đối tượng học sinh sử dụng nhiều hơn so với đối tượng người lớn. và vâng. các cái trò chơi thì chiếm đến 8,8%. À đồng hồ thông minh bao gồm là Apple Watch, Samsung Watch và rất nhiều các thiết bị khác chiếm khoảng 30%. À, và các TV có khả năng à, xem các cái nền tảng trực tuyến À, tức là mình gọi là TV thông minh đấy. À chiếm khoảng 13,2%. À và các cái thiết bị nhà thông minh smart home device à, chiếm 18,6% và tiếp tục tăng trưởng, à, tăng trưởng năm ngoái tăng trưởng rất mạnh đúng không ạ? Và các cái thiết bị đeo khác à, ví dụ như là virtual reality device tức là à, mình có thể dịch đến là các cái thiết bị thực tế ảo cũng tăng và khoảng 5%. Đó. Đặc biệt là daily time Spent with media tức là cái à, thời gian sử dụng trong ngày đấy cho các cái nền tảng thì chúng ta thấy rằng là người Việt uh, sử dụng uh, 6 giờ 38 phút cho uh, việc lướt mạng internet đúng không ạ? Và xem TV khoảng uh, 2 giờ 47 phút và mạng xã hội khoảng 2 giờ 28 phút. Đó và uh, xem đọc báo chí uh, chủ yếu là báo điện tử 1 giờ 55 phút. Đó. Và nghe nhạc Đấy, cũng nghe nhạc chủ yếu là nhạc trực tuyến như là uh, Zing MP3, Spotify rồi thì uh, nhạc của tui rồi sao, Cloud vân vân đúng không ạ? Uh, nghe radio chủ yếu là người Việt sẽ nghe radio qua uh, ô tô và qua thiết bị điện thoại di động. Đó. Uh, nghe các cái chương trình podcast uh, khoảng 44 phút và uh, chơi game, chơi game uh, thì 1 giờ và uh, 12 phút như vậy chúng ta thấy thời gian sử dụng internet, sử dụng tv, sử dụng mạng xã hội rất là nhiều và tv thì hiện nay cũng là các cái tv thông minh có vào youtube, có vào các cái chương trình netflix vân vân đúng không ạ? Vâng thời gian sử dụng internet đây, số người sử dụng internet đây vân vân. Thì chúng ta nhìn thấy là những cái dữ liệu này cho chúng ta yên tâm khi mà chúng ta làm tập trung vào các cái chiến lược digital marketing À, cho công ty cho nhãn hàng cho chính bản thân mình rất là tốt đúng không ạ? Vâng. Uh, main reasons for using the internet tức là những cái lý do chính để sử dụng internet là gì? À, đầu tiên là stay in touch with friends and family tức là uh, kết nối đúng không ạ? Với bạn bè và gia đình uh, khoảng 71,4% find information tức là uh, tìm kiếm thông tin 69% thế thì ở đây chúng ta mà mà không hiện diện ở trên mạng không search trên Facebook trên YouTube trên Google trên TikTok vân uh, vân mà không ra chúng ta thì chúng ta đã mất đi cơ hội bán hàng rất nhiều finding formation 69% follow uh, following news and current events tức là theo dõi cập nhật những tin tức và các cái sự kiện uh, cũng khoảng 68,4% rất là lớn watching video TV show and movies Uh, sắp xỉ khoảng 60% xem video xem uh, các chương trình truyền hình và uh, phim ảnh. Researching brands tức là tìm kiếm các thông tin về nhãn hàng về thương hiệu về sản phẩm dịch vụ. 5 uh, sắp xỉ 54%. Vâng. Uh, nghiên cứu về các vấn đề về sức khỏe và các sản phẩm có liên quan đến sức khỏe uh, chiếm cũng khoảng 54%. Đó. Uh, listen to music tức là nghe nhạc thì uh, khoảng uh, 53,5%. Uh, finding new ideas and inspiration tức là tìm kiếm những cái ý tưởng mới truyền uh, cảm hứng khoảng 50%. Researching uh, how to do things tức là uh, tìm hiểu để làm cái gì đó, ví dụ như là tôi muốn sửa cái máy tính, tôi muốn sửa cái điện thoại, uh, tôi muốn may cái quần, may cái áo để tôi muốn làm bài tập đúng không ạ? Thì khoảng 46% education and study tức là À, nghiên cứu, học tập à, Ví dụ như tôi là giảng viên Thì tôi sẽ phải đọc các tài liệu à, Đúng không? Tôi phải tìm à, Filling up and uh, spare time Đúng không ạ? Tức là à, Sử dụng cái thời gian rảnh rỗi của mình Như thế nào? À, meeting new people à, Chat với một ai đó Gặp gỡ một ai đó ở trên mạng Đúng không ạ? Và à, trao đổi 39,4% Gaming, chơi trò chơi Business research 37% Nghiên cứu về thị trường về kinh doanh và Managing Finance tức là 36% Đây là những cái thống kê rất là tốt Các cái phương tiện sử dụng điện thoại di động hay là các cái phương tiện sử dụng máy tính ở thị trường Việt Nam đang phân bổ như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy theo tuổi rất là tốt đúng không ạ chúng ta hãy yên tâm tập trung vào sử dụng Người ta sử dụng web trên những cái thiết bị nào mobile và laptop là gần như cái tỷ lệ cũng tương đương nhau 1:1 một một rồi. Uh, device uh, tablet device thì thấp hơn hẳn, đúng không ạ? Vâng. Uh, các trình duyệt thì tôi nghĩ cũng không quá quan trọng. À, các cái trang web mà chúng ta thường xuyên truy cập như là Google, YouTube, Facebook, vnexpress.net là một trang báo điện tử. Google.com.vn thì thực chất là Google thôi. Shopee, đúng không ạ? Một, uh, sàn thương mại điện tử à, đã đứng thứ sáu rồi kênh 14.vn, Wikipedia và 24h và Zalo. Đấy. Đấy, các cái từ khóa thường được tìm kiếm uh, rất là thú vị đúng không ạ? Vâng. chúng ta sẽ xem những cái thông tin này. Đấy. Rồi, à, đối với mạng xã hội chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? À, khoảng um, sắp xỉ 77 triệu trong đó tăng trưởng thêm 5 triệu <laughs> xin lỗi tăng trưởng 7 phần trăm đấy thời gian sử dụng vân vân à, điều này cho thấy rằng là chúng ta cần phải tập trung rất mạnh vào à, social media marketing à, phân bổ về tuổi đúng không ạ à, phân bổ về tuổi về giới à, sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thấy là giới trẻ từ 18 cho đến khoảng 44 đổ lại có hai cái cột chính là 18 đến 24 và 25 đến 34 là chính sau đó thì 35 đến 44 và hiện nay thì cái đối tượng có tuổi hơn thì bắt đầu cũng tăng trưởng nhiều hơn cũng rất là tốt sử dụng mạng xã hội để làm gì thì chúng ta cũng thấy nhìn ở đây thì chúng ta cũng sẽ cần phải phát triển những cái nội dung trên các nền tảng mạng xã hội để để thu hút khách hàng của chúng ta các cái mạng xã hội sử dụng phổ biến nhất À, như là Facebook, à, Zalo và năm nay Zalo vượt trội à, lên hẳn lên à, và đứng ngang ngửa với Facebook à, còn vượt xa cả Messenger, TikTok đứng thứ tư, Instagram, with Twitter, Telegram, Pinterest, iMessage, Skype, Viber, Line, WhatsApp, LinkedIn và Reddit vân vân. À, thì đây là à, ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tập trung vào Facebook, Zalo, TikTok, Instagram. Đấy, là ok đúng không ạ và có thể là youtube nữa Đấy. có lẽ là chúng ta sẽ cần phải có một cái sự thay đổi về mặt chiến lược dành cho zalo bởi vì số lượng người sử dụng zalo rất là lớn Đấy, Đây là đây là Facebook ở Việt Nam này khoảng 70 triệu Vâng, 70,4 triệu à, Sử dụng trên các nền tảng uh, thiết bị di động gì? Đấy. Youtube, đúng không ạ? Vâng, à, số lượng người sử dụng khoảng cũng khá là lớn Đó à, Những cái từ khóa à, thường được tìm trên Youtube là gì? Chủ yếu là họ nghe nhạc Vâng, Instagram khoảng 11 triệu TikTok à, khoảng 39,9 triệu À, theo như thống kê của tiktok hiện nay thì ở việt nam có khoảng 56 triệu người sử dụng tiktok rồi à, số lượng tăng rất nhanh linkedin 4 triệu 2 twitter 2 triệu 8 không quá nhiều ok à, mobile marketing cũng là một cái ứng dụng mà chúng ta cần phải quan tâm vì đặc biệt là chúng ta viết app đúng không ạ e e-commerce và financial à, các cái vấn đề liên quan đến e-commerce tức là thương mại điện tử mua cái hàng hóa gì à, mua cái À, thời điểm nào mua những cái sản phẩm dịch vụ gì là chủ đạo tìm kiếm những cái gì thí à, dụ như là du lịch thí dụ như là à, các cái sản phẩm kỹ thuật số à, và digital marketing một cái thống kê rất là cụ thể à, ví dụ như là search engine rất là quan trọng đúng không ạ tv ads quảng cáo trên truyền hình tv và đặc biệt là tv trên nền tảng youtube à, consumer review site tức là những cái trang web À, đánh giá à, của người tiêu dùng rất là quan trọng nếu như các bạn chưa xuất hiện trên những trang này thì hãy có những chiến lược ngay và ví dụ như là trong du lịch thì nó sẽ có cheat advisors đúng không ạ à, trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook và YouTube thì nó sẽ có các cái, à, người mà làm review à, các cái tiktoker hay YouTube là người ta làm review à, social media comments tức là họ đánh giá thông qua những bình luận à, rồi product comparison site tức là những cái trang À, chuyên chia sẻ và đánh giá về uh, so sánh đánh giá về sản phẩm và dịch vụ đấy brand website tức là trang web của chính cái thương hiệu đó word up mouth truyền miệng hoặc là e word of mouth là truyền miệng trực tuyến tv show and film tức là những cái chương trình truyền hình thực tế uh, cũng có cái chỗ đứng nhất định uh, social media ask, uh, khá là phổ biến đúng không ask on website uh, brand social media posts Uh, product Demo tức là hàng dùng thử, uh, As in Mobile App uh, quảng cáo trên các nền uh, Mobile App tức là các ứng dụng trên điện thoại di động, đó, Reviews from Expert tức là đánh giá bởi các chuyên gia, uh, Install Display and Promotion tức là quảng cáo uh, trưng bày uh, tại cửa hàng và các chương trình khuyến mại. Thì uh, như cái video bài học trước thì tôi có nói về về À, trung bày đúng không ạ à, tôi có nói về quảng cáo tôi có nói về khuyến mại thì các bạn có thể xem thêm ok đó thị trường rất là tốt đúng không ạ à, các bạn có thể xem thêm những cái thông tin như vậy rồi à, một lần nữa thì xin được cảm ơn à, à, tất cả các anh chị đã à, theo dõi cái này thì các anh chị lưu cái địa chỉ này vào Đấy, nó cũng không khó đâu mình chỉ search Digital Việt Nam, Digital Việt Nam 2022, Digital Việt Nam 2023 là mình đã xem được rồi. À. Xin chào và hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo.